Chào tất cả các bạn. Trong cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu về cách chia lấy nguyên và chia lấy dư. Đấy. Về cái phần chia lấy dư thì trong tiếng Anh thì nó thường được ký hiệu là mod. Đấy. Đây ở đây thì mình đầu tiên mình có một cái ví dụ nhỏ nhỏ để minh họa cho cái chia lấy nguyên và chia lấy dư. Đấy. Ví dụ ở đây mình khai báo cái phần nguyên sẽ bằng 10 chia 3 đấy. Phần nguyên sẽ bằng 10 chia 3 và phần dư sẽ bằng số dư ấy, thì bằng của cái phép 10 chia 3 sẽ là 10/3. Về cái cú pháp của nó. Cú pháp này của chia lấy dư này. Đấy. Thì cái ở đây mình ví dụ đây số dư đi thì sẽ bằng cái số đây, ví dụ là a này, mình lấy một số bất kỳ phần trăm b đấy, nó chấm phẩy đấy. Đây là cái cú pháp chung của nó đấy. A là cái số đấy, số chia này, b là cái số bị chia này đấy. Còn cái thì cái phần trăm này chính là cái cú pháp để tính cái số dư. Đấy, chia lấy dư đấy. Đấy. Đấy chính là cái cú pháp của nó. Đấy. Còn cái chia lấy phần nguyên thì mình đó là một cái phép chia thông thường đấy. Phần nguyên. Ví dụ như chia được kết quả 3.32 thì phần nguyên của nó đây là chính là cái số 3 này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ khai báo cái kiệu nguyên của nó, kiệu của cái phần nguyên là integer đấy. 10 thì 10 và 3 cũng là hai cái số thuộc integer đấy. Đấy. Sau khi đã khai báo xong thì mình sẽ chạy cái đoạn code cho mọi người xem đấy. Đây. Đây và đây là kết quả đạt được đấy. Đây 10 chia cho 3 thì sẽ được 3.3333 đúng không? Thì phần nguyên của nó chính là cái số 3 này. Là cái số đứng trước số phẩy, còn số dư của nó sẽ là 1. Đấy. Số dư của 10 chia 3 sẽ là 1. Đấy. Vì 3 x 3 bằng 9 mà cộng thêm 1 thì sẽ là 10, nên là số dư của nó sẽ là 1. Đấy. Về cái bài toán chia lấy dư và chia lấy nguyên thì nó cũng ứng dụng khá là nhiều trong những cái bài toán thực tế. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu đến một cái bài toán khá là cơ bản. Đó là cái bài toán tính ra được cái số phút và số giây. Đấy. Ví dụ bây giờ mình có một số lượng giây nào đó, ví dụ có 100 giây đi. Đấy. Bây giờ bài toán yêu cầu là đổi ra xem thử 100 giây thì sẽ được bao nhiêu phút. Đấy. Bao nhiêu phút và bao nhiêu cái giây lẻ đấy. Đấy. Ví dụ là 61 giây thì sẽ bằng 1 phút và 1 giây đấy, vì bởi vì 1 phút thì sẽ được 60 giây đấy. Ở đây mình khai báo đầu tiên mình khai báo cái biến giây kiểu integer đấy, và sau đó mình khai báo thêm một cái biến n là bằng 60, chính là cái số giây trong 1 phút đấy. Và đó tiếp theo thì mình in ra màn hình để nhập cái số giây vào đấy, scan đấy, và sau đó mình tiếp tục mình khai báo thêm một cái phút. Đấy, ở đây mình viết cái thể biểu thức tính cho nó luôn. Đấy, thì mình khai báo phút sẽ bằng giây chia cho n, tính là bằng số giây đấy. Số tổng số giây chia cho số giây của một phút. Đấy, chia n. Và tiếp theo là cái phần số dư. Tức là cái giây sau khi chia mà chia cho số giây cho một phút thì nó lẽ ra một số giây. Đấy, thì ở đây thì mình sử dụng cái cấu trúc của chia lấy dư. Đấy. Tức là ở đây mình gắn cho số dư sẽ bằng giây phần trăm n đấy, tức là lấy cái phần dư của phép chia giây chia cho n đấy, và sau đó in ra cái số phút và số giây sau khi đã xử lý xong ấy. Rồi đây mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đây bây giờ mình sẽ nhập vào số giây, ví dụ ở đây mình nhập 61 đấy ạ. 61 đấy đấy. Ở đây mình rồi đây mình sẽ nhập vào 61
Đấy thì sẽ nó sẽ tự động chuyển đổi sang là 60 giây thì sẽ bằng 1 phút và 1 giây. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cái số khác. Đấy, ví dụ ta nhập vào 122 giây đi. Đấy thì nó sẽ nó được 2 phút và 2 giây. Đấy. Thì đó là cả một số cái ứng dụng và một cái ví dụ thực tế cho cái kiểu chia lấy nguyên và chia lấy dư. Đấy. Rồi trên đây là một số cái giới thiệu về cái cách chia lấy nguyên và chia lấy dư và một số ứng dụng của nó. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.